Hội Du Xe Giáo xứ Canh Hoạch mừng lễ Quan Thầy. Chiều tối thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2024, Hội Du Xe Giáo xứ Canh Hoạch hân hoan tổ chức mừng lễ Thánh Du Xe Quan Thầy. Ngày lễ có sự hiệp thông của đông đảo cộng đoàn trong giáo xứ. Hội Du Xe Giáo xứ Canh Hoạch được thành lập năm 2007. Hiện nay, hội có 57 thành viên với độ tuổi từ 40 đến 49. Hàng tuần, anh em trong hội tham gia phục vụ thánh lễ thứ tư và làm các việc đạo đức để kính nhớ Thánh Quan Thầy. Không chỉ thế, hội còn làm gương cho mọi người về việc học kinh bổn mùa chay. Hướng tới ngày lễ mừng kính Thánh Giuse, Quan Thầy của hội, cha xứ Gioan Nguyễn Huy Thịnh đã giúp các thành viên có thời gian tĩnh tâm, thinh lặng trước thánh thể và đến với các bí tích hòa giải. Nhờ đó, các hội viên có thể mừng lễ Quan Thầy cách xuất sắc và lãnh nhận nhiều ơn ích thiêng liêng. Nhắn nhủ cộng đoàn, đặc biệt là anh em hội Giuse trong ngày mừng lễ Quan Thầy, cha xứ Gioan mời gọi mọi người hãy bắt chước thánh cả về sự công chính, thinh lặng và đời sống cầu nguyện để mỗi ngày một vững vàng tin vào Chúa hơn. Nguyện xin thánh cả Giuse cầu bầu cùng Chúa cho muôn người một niềm tin luôn luôn tươi sáng, noi gương người sống mỗi ngày đầy tình mến thương, lo vun trồng và xây dựng đức tin bền vững.